Nhắc lại này, bước đầu tiên là chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta cần các cái tài khoản sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần fanpage. Thứ hai là chúng ta cần Facebook cá nhân, chúng ta cần tài khoản quảng cáo. Muốn có tài khoản quảng cáo thì chúng ta sẽ cần thẻ thanh toán quốc tế, Visa hoặc Master, hoặc là thẻ thanh toán trước Momo, hoặc là cổng thanh toán PayPal. Đấy là những cái hình thức thanh toán mà hiện nay là Facebook chấp nhận cho các nhà quảng cáo tại Việt Nam. Đó. Chúng ta không có tài khoản quảng cáo thì chúng ta không chạy được. Và tài khoản quảng cáo nó có hiện tượng là bị chết tài khoản. Nó có hiện tượng bị chết, bị vô hiệu hóa. Nói trước thế để cho các chị nắm được. Nhá. Rồi, bây giờ nhá, bây giờ là nói là đi đôi với làm luôn. Được không? Hải Ánh thì tí nữa xong rồi thầy dạy xong rồi sẽ nhờ Hải Ánh là cuối buổi là chia sẻ cái cách Hải Ánh chạy cho các chị xem, với lại Nhung cũng chia sẻ cái cách chạy cho các chị xem. Ở Nhung thì thầy chưa xem tài khoản của Nhung nhưng mà thầy đã xem tài khoản của Hải Ánh rồi. Hải Ánh chạy cực kỳ rẻ luôn, rẻ kinh hoàng luôn. Tại thời điểm bây giờ mà cũng có những chiến dịch mà chạy có 5.500 cho một tin nhắn quảng cáo thôi. Và tôi khẳng định với mọi người rằng nếu như mọi người chạy ở khoảng giá 10.000 một tin nhắn trở xuống thì chắc chắn mọi người kiểu gì cũng có lời. Không thể lỗ được. Tỷ lệ chốt thấp nhất của mọi người là khoảng 10%. Thì một tin nhắn 10.000 nhân lên 10 lần là 100.000. Đúng ạ, một sản phẩm các bạn nhập vào 100.000 các bạn bán 200, 220, 250 hay 300 tùy vào cái mức độ nhân của mọi người. Đấy, thì là mọi người đều có thể có lời được. Đấy, cho nên là nó phụ thuộc vào cái hiệu suất quảng cáo rất nhiều. Được chưa? Bước 1, bây giờ mọi người làm luôn này. Bước 1 mọi người làm luôn này. Là mọi người tải cái ảnh thầy vừa gửi về. Đấy, cái sản phẩm đó. Cái bộ vest nó có 3 màu như vậy. Hôm qua đúng không? Hôm qua chúng ta nói là cái sản phẩm này là giá bao nhiêu, nhập vào bao nhiêu nhỉ? Hải Ánh nhập chưa? Em nhập rồi ạ. Hay có ai nhập rồi nhỉ? Em nhập rồi. Ừ. Cái quần là 16 ạ. Áo là 2 em mấy nhỉ? 24, 25. Áo 25, quần 16. Rồi, quần 16 tức là 160.000 đúng không? Áo 25 tức là 250. Đó. Đúng Cả không? bộ đấy là 401 đúng không? Vâng. Rồi. 401. Thế cái áo lót bên trong là có tính không? Kem với cái áo Cái đó vest đi luôn. kèm. À, áo lót bên trong là tặng đúng không? Bán 250 là bao gồm cả áo lót rồi đúng không? Thế thì bộ đấy rẻ quá. 420.000 mặc cả set này. Chắc hôm tới thầy bảo chị Nga tặng lại may cắt cho luôn cái underwear màu xanh luôn cho nó matching. Chơi luôn cả set. Bán thế này dễ bán. Bây giờ nhá, bây giờ thống nhất là ta sẽ đưa ra hai quan điểm, là một là chúng ta sẽ bán đồng giá như nhau, hay là chúng ta thích ai bán giá nào thì bán. Hôm qua thì ta đã rất là gay gắt về cái chuyện là mọi người phải bán đồng giá, đúng không ạ? Mọi người phải bán đồng giá để bảo vệ nhau. Đấy. Thì bây giờ câu hỏi là bán đồng giá thì bây giờ là có đồng ý hay không, và thứ Thì hai nữa bán là đồng bán giá đồng giá thì bán giá bao nhau. nhiêu. Giá trên thẻ bài đang để là bao nhiêu nhỉ Hải Anh ơi? Dạ, áo là 850 ạ. Đây để em kiểm tra lại cho chính xác nhá. Nào đây nhá, giá nhập này, Giá là quần 800, này, áo này. Quần là 550. tập Quần là bốn, 550, áo 800. có nghĩa là cả rồi, set đấy là 1.350.000 đúng không ạ? Vâng. giá bán theo thẻ này, trên thẻ này, rồi mắc giấy này, quần là bao nhiêu nhỉ Hải Anh nhỉ? Quần là 550. 550. Quần 550. Áo 800 ạ. Áo là 800. Vâng. Ok rồi, thank you. Áo này là bao gồm áo khoác và áo quây đúng không? Cái áo áo bên trong nó gọi là cái áo gì? Áo dây. À, áo hai dây. Rồi. Ok, đấy.
thầy đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các chị rồi. Bây giờ các chị muốn bán giá nào nhá, các chị muốn bán giá nào, ví dụ giá niêm yết mình để là 1,3 triệu mình có thể gạch đi, mình bán 999 thôi, hay là mình bán 1,1 triệu thôi, hay là mình bán 800 thôi, hay là mình bán đủ 1,3 triệu để các chị quyết định. Bán đủ 1,3 triệu, cái này là thầy chỉ kèm áo thôi, làm sao bán được 1,3 triệu, nhà em bán được, bán cả một cái set như thế cũng 1,3 triệu là bán được chứ sao bán được. Về mặt giá nhá, 1,3 triệu bộ này cũng rất là hợp lý. Các cái bộ như thế này mà của những hãng khác kém hơn, thật sự nó phải tầm 2 củ trở lên. Rồi thầy ạ. Tham chiếu, thầy đã đi tham chiếu rồi, thầy làm gì rất là chuẩn. Nó phải tầm 2 củ trở lên. Tất nhiên như bạn Hải Anh bạn có nói thì là bán cho dân Từ Sơn cũng khó bán, vì dân này nó toàn dân đi buôn lọc lõi, với hai nữa là nó toàn làng nghề, nó không ăn mặc diện kiểu đấy đâu. Tức là họ có tiền nhưng mà họ làm làng nghề, họ làm tự do chứ họ làm nhà nước ít lắm, đúng không? Bên này còn tùy tệp khách hàng của người. Như khách hàng của em thì em chỉ khoảng bán khoảng 700 nghìn thôi. Đấy là ví dụ như em đang bán với giá như thế. Nếu mà chạy quảng cáo thì bây giờ thì chúng ta sẽ có 2 cách. Một là theo em thấy là mọi người có thể bán giá không ràng buộc theo kiểu là bắt buộc mọi người phải bán chung một mức giá, nhưng mà về sau kiểm tra thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra lợi nhuận trên tổng số lượng chỉ. Tức là tùy mọi người muốn bán như thế nào thì bán, nhưng mà lợi nhuận để so lợi nhuận và trừ đi chi phí thì là mọi người còn bao nhiêu, thì đấy là cái cách đầu tiên. Còn hai là đồng lòng một mức giá. Cái bài toán này thì ta cứ giải quyết trong cái buổi học đi đã. Còn về mặt dài hạn đối với công ty thì chắc chắn là sẽ phải sau này phát triển được tốt lên là chắc chắn mọi người sẽ phải bán cùng một mức giá. Chứ còn nếu mà một người bán 1,3 triệu, một người bán 1,2 triệu, một người bán 700 thì thực sự là nó làm ảnh hưởng đến thương hiệu đấy. Nó bảo ảnh hưởng đến thương hiệu rất nhiều. Trừ khi là nếu mọi người không bán cùng một mác. Tức là nếu mà Hải Ánh may mác Hải Ánh, Nhung may mác Rêu, ok thì có thể là chấp nhận được. Đấy. Không có nghĩa là trong cái cuộc thi tệp khách thì có nghĩa là chỉ dành với cuộc hôm nay, còn lại là sau này có chiến lược riêng, tại vì đấy là chiến lược tổng. Còn là ngày hôm nay thì chúng ta có thể đưa ra những cái phương án khác nhau. Cái đấy là cái ý kiến riêng của em về cuộc thi, thì có 2 cách xử lý riêng thôi. Thật ra thì nói là thi thố thì nó cũng chỉ là để khuyến khích mọi người làm nó vui vẻ tí thôi, chứ còn thi thố gì cái này đâu. Đấy là nó chân thành, mình đang giải quyết bài toán thực tế ấy. Tức là mọi người chạy là chạy tiền thật, và rồi mọi người cũng làm thật, chẳng qua thầy làm cái thi thố để cho nó có tí tiền nữa, nó động viên mọi người làm thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ rõ ràng là Hải Anh bán 700 thì rất là dễ bán, thế nhưng mà không có nghĩa là mọi người bán 1 triệu là không bán được, tại vì thị trường nó rất là rộng và mọi người không thể lấy được hết khách của nhau đâu. Em chỉ bán 700 thôi, tại vì cái lượng khách của em mà từ trước giờ như thế. Cái này nó còn tùy vào tệp khách hàng của mỗi cửa hàng nữa, chứ còn không có thống nhất giá ở trên cái set như thế này, nó rất là khó. Như Đà Nẵng là khó. Yeah. Ta sẽ để giá cho mọi người tự chọn, và ta sẽ đo doanh thu và lợi nhuận, được không Nhung? Em nghĩ là theo em nó nên thì alo thầy ơi, em có ý kiến ạ. Vâng, mời chị Hoài. Vâng, thế bây giờ cái hàng đấy hôm nay mà mình bắt đầu chạy ở trên page ấy, thì có những đại lý như bên em nó không chưa có hàng, nó cũng chưa hẹn, và công ty cũng chưa hẹn là bao giờ có hàng. Nếu mà chạy một cái sản phẩm như thế thì bọn em làm gì có hàng để giao cho khách ạ? Thậm chí là hàng như nào mà bọn em cũng chưa nhìn thấy mà. Thế à? Thế bây giờ một là sẽ gọi cho chị Nga hỏi luôn là cái này bao giờ có hàng, còn nếu mà không thì cái gì có hàng để chạy.
Đấy. Mình sẽ hỏi chị Nga này. Là cũng không có đâu thầy ạ. Vì hàng về cái không là còn đâu. Phân phối các cửa hàng ai đặt là đặt luôn rồi. Không, không còn rồi. Đâu. Không còn đâu thầy ạ. Hôm nay em hỏi không sản xuất không còn thầy ơi, bởi vì là bị dừng sản xuất rồi ạ. Bây giờ nếu mà ví dụ, bây giờ tôi nói ví dụ thôi, là mỗi người đặt cho tôi 50 hàng thì chỗ này nó khoảng độ 500 hàng thì có đặt sản xuất được không? Ba màu mỗi người chỉ đặt mà mỗi người chỉ đặt độ 20 sản phẩm một màu là 60. Chỗ này khoảng độ hơn chục người thì nó rơi vào khoảng độ 500 600 hàng đúng không? Đây là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là không chọn mẫu này nữa. Như chị Hoài nói thì bây giờ chọn mẫu nào? Em thấy cái set váy ok thầy. À, set váy mới có hàng chưa? Có hàng rồi đấy. Nhưng mà hiện tại là đang hết rồi. Em đang đặt thêm. Em cũng không đủ size để chạy cái set váy đấy. Ui dồi ôi. Chết thật. Đợt này ở trên công ty sản xuất ít mà thầy. À mình có biết. Chuyến đâu nên là có không đủ sao hàng bây giờ phải đặt để đây nhá, gọi chị Nga luôn nhá để cho sếp quyết nhá. Sếp bảo bây giờ cho mọi người chạy cái sản phẩm mới mà không có hàng cái này, thắng mẫu nào có hàng cứ lấy một đợt là hết luôn, và nếu có thì khi nào, ngày nào, giờ nào, một tuần nữa hay 10 ngày nữa đúng không? Các bạn kinh doanh còn không báo em là một đứa về cơ. Em hỏi chị một tí, bây giờ các chị đại lý, các chị muốn lấy một cái mã mình mới ra mà để chạy quảng cáo ấy. Thế nhưng mà mọi người đều đang nói là có những không có hàng. Mã 428 mới nhất này hoặc là mã Veston. Hiện tại là cả cái riêng cái mã mà em vừa gửi cho chị đấy là ánh sáng đặt mỗi màu 10 đi luôn đấy. Mỗi mùa 10 đi luôn mà bây giờ chưa có hàng đâu. Nên là mọi người đặt hàng đi. Đặt hàng đi xong rồi thì công ty sẽ cắt gom cả thể cho cái mã này nhá. À 428 đấy thầy. Mỗi mùa 10 đi mà chưa đủ hàng. Hàng về cắt mẫu này cũng nhiều đấy. Bây giờ nha, bây giờ các em đang để loa ngoài cho các chị nghe đây, thì là một là sẽ chốt là các chị đặt hàng, sau đó là chạy trước test thị trường ngân sách thấp. Cái mẫu này là mẫu đẹp mà. Mẫu này đẹp mà bây giờ muốn để cho các bạn ấy nó chạy cái lô đầu ấy, tức là chạy cái bài đầu ấy nó hiệu quả, thì để chị sẽ nhập một số những cái mẫu nó thực sự là xuất sắc đấy, thực sự xuất sắc, thực sự là phù hợp trong cái thời điểm này, thì xong rồi chị nhập xong chị gửi cho nhá. Xong các bạn mình sẽ thống nhất các bạn cùng chạy, xong rồi các bạn sẽ gom đơn và đặt hàng như thế có được không, hay là mình phải có hàng trước? Nếu mà đặt trước cũng được ạ, không cần có hàng, mình chạy test cũng được, không có vấn đề gì cả. Vâng, nhưng thực ra có đơn thì sẽ hay hơn. Nhưng mà nếu mà chạy test thì sau bao nhiêu ngày có hàng, có đơn nào, nếu mà ổn thì là sẽ đặt số lượng cho các chị em luôn. Bài nào mà ra số rẻ mà nhiều lượt tương tác ra số rẻ thì mình sẽ tư vấn cho các chị em là đặt cái số lượng như nào đấy, được không? Vâng ạ. Thế có mẫu nào mình bán được mà còn hàng không chị? Có mẫu nào mà bán được còn hàng không? Có còn. Tất cả các mẫu đều đang phải tái lại hết rồi. Okay. Không còn mẫu nào còn hàng luôn các chị em ạ. Đúng phía đợt này bị giá, nhưng mà ba gia thì cứ hàng mẫu nào ra mẫu đấy là hết luôn trong vòng một nốt nhạc, nên là các chị em sẽ cố gắng đợt này cứ chạy đi đã, mọi người cứ chạy đi, thì xong rồi thì thầy sẽ phân tích cho xem là bài cái mẫu nào mình test mà mình thấy hiệu quả, thì lúc đấy là mình sẽ đổ tiền vào, mình sẽ gom đơn, mình đặt hàng, xong đó mình mới đổ tiền mình chạy mạnh, như thế nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Vâng. Ok, đấy thì các chị cũng nghe thấy rồi nhá. Thì bây giờ như này, theo gợi ý của mình ấy, thì những cái mẫu mà chuẩn bị chạy, dự kiến chạy ấy, mẫu đấy thì theo mình là nó cũng là cái mẫu mà bây giờ mới đầu mùa, nên là rủi ro thì rất là thấp. Đấy, thì mọi người theo mình ấy, kế hoạch là
mọi người cứ đặt một số lượng, coi như lên đơn thật để cho công ty sản xuất. Sau đó công ty sẽ trả đơn trong bao nhiêu ngày, 7 ngày hay 8 ngày hay 10 ngày gì đấy, công ty sẽ xác nhận với các chị. Và với một cái mức giá mình nhập vào nó khoảng độ 500 hơn cho cả 3 món như thế thì bán vào tầm độ 800-900 đến 1 triệu thì mình nghĩ là không khó bán. Hoàn toàn không khó bán ở trên mạng. Thậm chí mọi người bán được 1.3 triệu cũng ok. Thì giờ các chị thấy sao? Còn nếu không đặt thì ta cứ chạy quảng cáo, coi như là chúng ta đặt một số, đặt quảng cáo một cái ngân sách nhỏ chúng ta thử nghiệm thôi. Hoặc là không chơi bài này nữa thì hàng của nhà ai người ấy chạy quảng cáo. Các em này hàng của nhà ai chạy quảng cáo thì nó còn có sẵn. Em thấy cái mẫu BF 434 ấy, bán rất là tốt luôn mà chạy cực rẻ luôn. Chị Nhung có hàng đấy chưa? Là cái bộ nào hả chị? Em phải không chung hàng với mọi người ạ. Bộ này em chạy cực rẻ luôn này. Bộ đấy em cũng không có hàng, cũng không đủ hàng chị ạ. Bộ này em cũng đang đặt lại. Em đặt hiện tại là em lấy lúc đầu là lấy có 5 giây thôi, bán trong khoảng 1-2 ngày là hết sạch. Và em phải tắt cái bài quảng cáo đi để chờ hàng. Ngày mai này em có hàng lên. Bộ này đặt lại món này đây. Đấy cắt tái cũng không có số lượng của em, cũng không đặt được đâu chị ạ. Thì căn bản là mình không báo đặt thôi. Không báo đặt nha, cái lúc mà công ty đặt tái thì cũng không báo với em là mẫu này đang tái để em đặt thêm. Thế nên lúc mà em hỏi thì đã lên lệnh cắt rồi, không cắt được thêm nữa. Đâu, chị mình cắt nào, xong nào, được từ từ, chị nào bảo thế ạ? Em bảo thế ạ, em bảo chị có thêm nha. Chị Hoài đúng không? Vâng. Rồi để mình... Nếu mà chị đặt ít quá thì không làm được đâu. Để mình lưu ý lại là mình nhắc nhân viên. Thế thì em mới nói là cái mẫu nào mà có lệnh cắt lại ấy, thì các bạn ấy thông báo, thì có ai có nhu cầu thì sẽ báo thêm, thông thường như thế. Chứ bây giờ thì nếu mà chờ một người đặt thêm một loạt mấy chục cái thì lượng như này bọn em cũng chưa chạy quảng cáo thì không thể đánh được nhiều như thế. Thầy ơi, thầy bây giờ thầy cứ để cho mọi người chạy đi. Em đặt đi, của nhà ai mẫu nào tự chọn mẫu của nhà đấy, đằng nào cũng là test mà. Nhà nào đang có sẵn mẫu nào thì thầy cho để nhà đấy chọn mẫu đấy. Rồi. Thế bây giờ dừng một chút cho lên bài đi.